các bạn, mình cứ lên đi. Ok, hello, chào các bạn. Hello, chào các bạn. Hello, hello, chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog cuộc sống ở châu Phi. Chào các bạn nha. À, hôm nay mình có nhờ cả anh Dũng vào nữa. Anh Dũng cũng là người đi chăm sóc rồi là bón lân bón đạm cho lúa mấy lần đó. Nên là hôm nay là ngày cắt lúa cuối cùng. Hôm đầu tiên bảo anh Dũng đi nhưng mà anh Dũng thấy bận làm nhà em Tuấn các bạn ạ. Nên là anh Dũng không đi được. Nên hôm nay là ngày cuối cùng thì là mình có bảo anh Dũng vào. Thì hôm nay nhờ anh Dũng vào đây thì cũng mục đích là nhờ anh Dũng đi nấu cơm cho mọi người các bạn ạ. Nhờ anh Dũng đi nấu cho mọi người bữa cơm. Mana spare các bạn. Hôm nay vẫn sử dụng cái hình thức là vừa cắt vừa đập vừa vận chuyển lên đó. Phía bên này là chỗ thóc mà anh em mình phơi được 2 nắng rồi các bạn. Đó, đến ngày hôm nay nữa là chỗ này là được 3 nắng này. Đó, sau đó vào chỗ này sẽ buổi chiều nay sẽ chuyển về nhà các bạn. Buổi chiều nay chỗ này là chuyển về nhà cất đi được rồi. Chỗ này nó cũng mười mấy bao ấy, nên là thóc này là chuyển về nhà thôi. Còn cái thóc mới ngày hôm nay cắt được là sẽ giữ lại trong trang trại để tiếp tục phơi. Thóc này thì mình cứ đảm bảo phơi đủ 3 nắng các bạn. Phơi đúng đủ 3 nắng là bắt đầu mang về nhà để cất. Xong khi nào mà phơi xong xuôi hết tất cả mọi thứ thì bắt đầu mình sẽ đi tiến hành đi là cân tông đếm xem là được bao nhiêu tổng số lượng, được bao nhiêu thóc, rồi là đang tiến hành hỗ trợ ở bên huyện, hỗ trợ mọi người sửa cái máy sắt gạo ạ, để một vài ngày tới có máy để sử dụng. Beto ơi, Beto. Rủi thóc đi. Ở dìa này đi chậm thôi này, Devaga này là kia này. Cái bình tĩnh thôi, nhẹ nhàng. Bình tĩnh thôi, dưới ấy lúa này ấy quá rồi. Đất ở dưới này, mấy cái ruộng này khô cứng luôn này. Cái này mai phải gọi bò vào đây để cày. Mai cho bò vào cày là đẹp. Để mấy ngày nữa nó cứng mất. La tông giờ cắt ngon rồi. Đội này vụ sau cắt lúa thì vô địch luôn. Này, này, La Tông này. Năm đầu tiên thôi, mấy hôm đầu thôi, nhưng bây giờ thì cũng ok rồi, cũng ngon lành rồi. Đó các bạn, đây là ruộng thứ 3, à thứ 2 này. Còn đây là thứ 3 này, thứ 4. Đó là còn, hôm nay là còn 4 ruộng, còn 2 ruộng này nữa, một lát nữa mà cắt sẽ cắt hết luôn. Ngày hôm nay là sẽ cắt xong 4 ruộng, vừa cắt rồi cố gắng là vừa xong rồi vừa đập rồi vừa cắt. 1 2 3 4 5 6. À cũng tầm khoảng tầm độ sắp xỉ 40 anh ạ. Victor. Che si oi, você ajuda ila no que no villa.
vai nổi vị lạ, ta ta vai 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 đẹp bôi vôn ta. Đẹp nhỉ. Lúa đẹp thật, công nhận. Mình cái lúc chuẩn bị lúa thì bắt đầu đi làm ấy từ giờ mới vào, đẹp thật. Lúa bây giờ thì tuyệt vời. Ra. À. Mana? Vai 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 buscar aqui. Começa a tirar já aqui, vai lá. Lúa dễ dụng lắm. Thực ra mấy anh em này cắt xin gốc nó quen này. Không sợ mất gốc dạ, cái này rơm dạ tận dụng hết. Hả? Come sa tira la diretto. Yeah. À, cây này là Việt Nam nếu mà cắt cây thì khoảng 5 6 cây mới được một bó lượng, bình thường đây cũng 3 cây. Đây này. Mình cấy cây to. Nhưng mà vụ đến vụ mùa khô này phải rút kinh nghiệm cấy cây nhỏ, không cấy cây to này. Đó các bạn, đây là mọi người vẫn đang hăng say lắm các bạn, gần xong rồi. Đó. Đang đập lúa đây, còn anh em mình ở phía bên này thì đang chuẩn bị nấu nồi mì. Anh các bạn này thiếu nước rồi. Cho thêm vào, nở nhiều lắm, mì nở nhiều lắm. Ruộng lúa cuối cùng và những cây lúa cuối cùng, anh em mình đã hoàn thành xong cái mục tiêu cắt lúa của ngày hôm nay các bạn nhé. Đó. Những cây lúa cuối cùng trong tất những thửa ruộng anh em mình cấy được trong thời gian vừa rồi. Rồi Rufino cắt nốt 3 cây đi, cô ta. Rồi. Acabo. Xong. Agora, alguma que querem. Và levar já tudo. Đây là những cái bó lúa cuối cùng anh em mình thu hoạch được, chuyển hết lên trên. Đến ngày hôm nay là đã chính thức là xong lúa rồi các bạn nhá, từ giờ đến chiều là xong thôi. Ese lado, ese lado. Ok mọi người, bây giờ anh em mình đã ra xong rồi, còn 4 ruộng cuối cùng là đã cắt xong rồi, đập xong rồi. Bây giờ sẽ để cho mọi người đi nhặt cái nhặt hết rơm rác đi. Rồi. Hai cái bạt để xít nhau quá. Cái này phải quét xong đãi ạ, chứ tiếc lắm, tiếc thóc lắm. Đây Manto này. Já tá pronto.
Mi ghê. Ui, hơi ấy rồi, hơi hơi chín chín quá rồi. Tao đã viết ra sao? Mì à? Ờ, được rồi. Ok. Vê, vô xe. Pega, leva dentro. E a tampa fecha. Tá quente. Pega a boca do esse, vê. Một nồi mì các bạn ấy. Còn ở phía trong này thì anh Dũng nấu cho mọi người nồi thịt gà nguyên một chảo luôn. Một đây là cái xa cái đùi gà lúc sáng anh em mình mua một thùng ấy. Đó, hôm nay có chuẩn bị thêm cả nước ngọt đây mang cho mọi người. Rồi, buổi sáng em lên đồ vào đây thì lên đồ cũng mang cho mọi người hai lon nước ngọt đây, à hai lốc đây. Còn mình mua 5 lốc đây đó, cả bánh kẹo nữa. Đấy, đấy sao ấy. Đó, tranh thủ mọi người bó rơm các bạn, mình đi phơi cho nó nhanh, mỗi anh em một chân một tay cho nó nhanh xong để còn nghỉ ăn trưa các bạn. Rơm này phơi thế này cho nó đảm bảo ạ, chứ phơi giải ra sợ mưa nó thối mất. Đây các bạn, đây là bữa cơm ngày mùa của anh em mình. Nói chung là hôm nay mới có gọi nhờ anh Dũng vào nấu cơm cho mọi người, không biết đây có đủ người. Con ta tên quan du 1 2 con ta phan tay à ghe ve sen ta ki cha coi là pha cháu hồ tín đơn tiết. Em mang có 25, 26 cái mới thôi, bây giờ trong nhà 10 cái nữa là 30 mấy cái. Đâu? Anh lấy cho đây luôn rồi. Hả? À, quan tu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37. 37 mới lại 3 cái là 40 thôi. Tin ta no với tu đủ cùng no xuống. Ok. Ừ thôi thiếu cái rồi. À 39 vừa đủ. Tí ra no với. Đó đẹp lên. Vừa chín. Đấy. Đây, à bê bê, à vasa 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 vasa. Yeah. Vem cá. Rồi, ok. Mana. Vem para cá. Vem. Abu. Uchi culo. Rồi, đúng rồi, senta rồi. Separa, fica a boca do senta com a vontade. 39, né? Ah, agora se vai ficar 40, você que vai comer com tampa de panela. Ouvi sim? Ó, bình tĩnh, chưa, đấy, chưa đủ gà đấy. Còn bằng này gà nữa cơ mà. Não, falta ninguém. Senta aí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 với cả mình 10 nữa là 36. À đúng 39 vừa đủ đấy, đúng rồi đấy. Rồi anh lấy hết gà đây chưa? Để từ từ xem nào. Anh xuống đây này. Đấy anh Quý làm đĩa mì này luôn. Rồi. Rồi cả nhà mình cùng ăn luôn. Thế nha, để mình đi. Victor ơi. Ơi. Đi đây thì phải ava sao là. Phải DVD para mama. Đây.
Tira. E si para no su ome in desa. Vai no mamma. Vai no mamma. No su già te prato a chi. Tu lo trova la mamma, lo mamma. Sì. Pasa a quel là. Còn nhiều anh Dũng? Ba bán nữa. Chia thoải mái. Rồi, mời các bạn ăn. Cô mẹ đi. Ui, vừa đủ luôn. Rồi, tít ra. Rồi. Rồi, tút đồ ra tay. Rồi, cô mẹ. Cái này của ai đây? Em xì đủ kèm. Em xà kì. À, đây, cái này của Miguel. Rồi. Em xì mi nhà. Em mêu. Rồi. Đây anh Quý mày Dũng ngồi ăn luôn. Hả? Quên mất các bạn ạ. Còn tí nước ngọt này không, để không đi chia cho mọi người luôn, để cho ai uống thì đây. Rồi đi chia cho mỗi người một chai. Rồi, ok. Tôi được ra tay. Ok các bạn nhá, đây là hai hộp bánh của Lindo với cả bố Lindo đến đây thăm xong rồi mua cho mọi người. Rồi bây giờ thì mình cũng đi phát cho mọi người để buổi trưa mọi người ăn uống xong rồi bây giờ phát cho mọi người. Đây của em bé đây. Criasa. Đây. Esi come? Đây, các mẹ mà có thêm em bé đây. Đây. Nè nè. Giá đây. Giá đa. Xem.
chia cho mọi người, xong bắt đầu mới đến mấy anh em ở trong trang trại mọi người nhận sau. Đây anh em đang rũi lúa kìa. Đây thầy, thầy mấy thanh niên thì rũi thóc đây này, cầm đấy à, biết từ đây. Ừ. Rồi rũi đi, rũi cho nó khô, còn lại mấy cái này xong rồi để chia cho mọi người. À đây này, đây còn mấy thanh niên nhỏ nhỏ này cho hai cái luôn này, tốt mà. Đây piken nù. Đâu, mấy cái. Rồi hết rồi, acabo rồi. À đây. Rồi, cái này của Miguel. Rồi. Giờ là đến buổi chiều, đến giờ đi thu thóc các bạn. Thu sớm một tí thôi. Đây, cơn mưa. Cơn mưa đen xì đây. Đó, cứ phơi được 3 nắng rồi, thấy mưa là chạy thôi. Cho nó chắc ăn già cất rồi, cắn công cục rồi bạn. Cái này hôm nay là 3 nắng rồi. Thóc này thì sẽ giờ sẽ mang về nhà cất. Còn cái thóc buổi sáng kia mới thu hoạch cái thì sẽ giữ lại để tiếp tục phơi ở đây 2-3 ngày nữa. Ơi rapido ơi, su vào rồi. Hả? Tira bota. Để sai si betu, vai guma cùng otro ơi. Ôi, đây ai caiu ơi. Vi gì? Nhanh, khẩn trương. Tira mai pasi aqui. Không phải ba nắng cái xoảng xoảng ấy. Mưa. Leva saku rapidu. Trời ơi. Đang nắng lại mưa ngay được các bạn ạ. À. Tira pasia. Fecha, tira pao, mete en encima. Ôi, tira pao phê xe aqui. Corre. Đang nắng rồi mưa ngay đen thế. Còn mấy bao nữa hết rồi à? Acabou. Mete saco. Rồi. Fecha aqui. Chung cả hai cái mà.
tira pao. Tagi tagi, meta pao ki. Rồi. Đèn thật. Đang nắng mà mưa ngay được. Chạy không kịp. Đó các bạn. Nhà quê là vất vả thế. Đây đèn kìa, lanten nào. Nhà quê là vất vả, nông dân vất vả các bạn ạ. Đang chạy đang mưa à, đang nắng thế mà. Mưa ngay được. À. À. Rồi. Ngồi đây tí nữa tạnh mưa chạy nốt chỗ này. May là có bạt đấy. Chứ thế này mà ở sân bê tông thì em nói anh. Nếu mà phơi sân bê tông thì không bao giờ kịp. Chỉ có vất thóc đi. Đó các bạn, đây là một trong những cái trận mưa cuối cùng của năm nay. Tự nhiên đang nắng to thế mà mưa rất to luôn. May là cái chỗ thóc khô ở phía bên này anh em mình chạy xong hết rồi. Đó, còn cái chỗ thóc mà đang đậy bạt kia ấy thì là cái thóc mở buổi sáng nay mới thu hoạch được. Chỗ đấy cũng được tầm mười mấy bao nữa. Nhưng mà may là có bạt đậy che vào được chứ không thì mưa lại còn gió to mẹ. May dù sao vẫn may các bạn. May là phải phơi bằng bạt chứ nếu như anh em mình mà phơi bằng sân bê tông thì đúng là không chạy kịp. Chục thanh niên này nhưng mà không ăn thua gì. Cơn mưa nó đến quá nhanh các bạn. Vù phát là đã mưa rồi. Một lát nữa khi nào tạnh mưa thì mình sẽ tiếp tục hót tiếp cái chỗ thóc kia lại các bạn. Ở mùa này mưa theo cơn mà. Phía đằng trước kia mà trời sáng sáng đấy. Nếu mọi người phía ví dụ phía bên này là trời sáng đấy là vẫn còn đang nắng. Nhưng mà chỗ này nó lại mưa. Rồi chỗ cái khu vực bên này. Phía bên này cũng vậy này. Phía bên này là trong khu vực đằng nhà mình này. Trời ở ngoài đấy vẫn còn đang nắng. Đó. Chỉ ở trong trang trại này mưa thôi mọi người ạ. Mùa này là những cái trận mưa cuối cùng này nó bị mưa theo kiểu như là mưa bóng mây ấy. Chỗ nào có nắm mây thì nó sẽ mưa. Dấu hiệu bắt đầu trời được chuyển sang cái mùa gọi là sáng sớm và tối bắt đầu thấy hiện tượng lạnh lạnh rồi. Đó, nên là chuẩn bị nó sẽ giai đoạn chuyển mùa. Và thời tiết này thì nói chung anh em bên này cũng rất là dễ bị ốm. Ok các bạn, đó xong rồi, chạy mưa xong rồi. Đây là 10 chỗ thóc này là hôm nay anh em mình thu hoạch được. Còn chỗ trên xe kia là đã phơi được 3 nắng ngon lành rồi. Ngày hôm nay sẽ trở về trên nhà để cất ở nhà các bạn. Còn số 10 bao thóc mới thu ngày hôm nay thì sẽ giữ lại để ngày mai, ngày kia anh em vẫn tiếp tục vào phơi đủ 3 nắng thì sẽ mang đi cất đi, rồi bắt đầu sẽ tiến hành vào là cân đo đong đếm để tính xem là được bao nhiêu cân thóc, rồi là cái sản lượng một sào nó như thế nào. Ok các bạn, rồi video ngày hôm nay anh em mình cũng xin phép được kết thúc dừng lại tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình ngày hôm nay. Các bạn thấy video hay, video có ý nghĩa cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào các bạn. Ok. Esse fica aqui? Sim. Acho. Oi. Tá vendo, né? Você ir lá no mais velho agora. Se ele não